Xin chào tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng sẽ đóng giả một đại loại là một người đi chơi đi, đi du lịch đi, đi đến vùng này đi. Thắng đang ở thôn gì Thắng cũng không biết nữa. Đây là thuộc xã Lũng Hồ. Đó. Ở khu vực này thì Thắng đến đây trời rất là lạnh. Mấy mi nhỏ đi đâu vậy? Hả? Này cho nó tha này, cho nó tha này. Ê. Xin chú chưa? À, xin chưa? Ô. Này. Hả? Đây là thôn gì con có biết không? Không biết thôn gì á? Ui dù. Đang ở thôn nào không biết à? Đang ở thôn Xá Lũng Hồ. Xá Lũng Hồ à? À. Thế bây giờ đi dẫn chú lên hai cái nhà trên kia. Chỗ kia xem nào. Đây, hai cái nhà nghèo nghèo kia. Để chú xin một bữa cơm ở trên đấy xem được không? Được. Ờ, đi, nào, dẫn, nào. Cho đội tiểu yêu này đi thử xem nào. Mấy thằng này nó đâu phòi ra bốn thằng. Thì các bác có thể là đi du lịch Hà Giang cũng vậy. Cũng có thể như Thắng. Đấy, cũng có thể vào bản, vào biết được. Các bạn cũng có thể xin bữa cơm xem nào, xem có được không. Đây, hoa đào đang nở đẹp. Đây. Bây giờ Thắng sẽ lên hai cái nhà trên này. Nhìn rất là khó khăn đó. Thì Thắng sẽ không nói trước kịch bản gì hết. Đấy, đây là Thắng sẽ đi vào đó. Nếu mà gia đình họ đồng ý cho Thắng ăn cơm thì Thắng sẽ cho họ 500.000 và 3 thùng mì tôm. Mì tôm thì Thắng vẫn để ngoài xe kìa, ngoài xe của Phèng Phèng kìa. Đấy. Nhà trên này tên là gì? Hả? Cháu, tên là gì? Tên nhà hai nhỉ? Tên nhà một, tên là Lù Mỹ Hải. Lù Mỹ Hải à? Ở nhà nghèo thế. Nào, đi lên xem nào. Nào, nhanh. Trời đấy. Theo quan sát của Thắng thì Thắng vào hai nhà này là nghèo nhất. Nếu không xin được cơm ở đây thì Thắng sẽ quay ra. Đấy. Không biết là bà con như thế nào. Thấy một người lạ như Thắng thì các bác nghĩ sao về cái chuyện này. Đấy. Hãy comment ở dưới nhá khi xem đến đoạn này. Đó. Trẻ con khóc nhiều thế. Ồ, nhà này. Nhà dưới. Nhà dưới. Nhà làm bằng cây cỏ các bạn ạ. Ây da, trốn đấy. Ui dồi ôi, nhà sợ quá. Ui ôi, trẻ con kìa. Khổ không? Mây. Ui ôi, cái nhà này. Các bạn này. Chào nhỉ. Nhà. Không phải. À, không phải à? Nhà có ai nhà không con? Có một thằng em và một thằng chị thôi. Có một thằng em với một thằng chị thôi á? Úi dù. Tiếng bé mẹ mẹ. Cho nó nọt thà mà. Ừ. Nhà bé bé ô. Hai đứa con này ở nhà một mình á. Thế bố mẹ đi đâu hỏi nào? Bố mẹ đi cắt cỏ. Đi cắt cỏ? Thế không ai ở nhà trông hai em này à? Hả? Ờ. À. Thế nhà này thì hai người bé này ở nhà thôi à? Cho thêm đấy để vào bàn đấy. Ui, nhà bé quá nhờ. Thế nhà con ở chỗ nào? Nhà có. Ờ. Yeah, con tên là gì nhỉ? Quên rồi. Tên là Lù Mỹ Viên. Lù Mỹ Viên. Phiên dịch cho thêm cái kẹo nữa. Rồi, đi lên trên nhà kia. Nhà này không có nhà rồi. Rồi. Bảo Mỹ. Ờ, thằng này. Thằng này dịch được ấy. Ờ, thằng này phiên dịch được. Tuyển nó đi theo mình hay dịch tiếng không? Hai đứa. Mi nhỏ này được. Đi lên nhà này. Nhà này có người ở nhà, người lớn nhà nhá.
Ôi sao ở nhà bé thế này. Đây là một nhà này. Đấy. Nhà này có một cái chuồng lợn bên này mà có mấy con gà. Đó. Cả tài sản của họ thì chắc có mấy con gà bên này thôi. Rào vào chắc là đây là đang trồng ngô. Đây một nhà nữa. Đỡ cái mái à? Bán mái, bán mái. Cho trẻ con nó tha này à. Mấy chắc ngày được. Biết nói thế nhỉ. Bé này chắc là đưa một cái cho mẹ cầm cho nhá. Ồ, nhà này. Nhà sạch à? Này, thứ bảo cho chú ăn bữa cơm ở đây có được không? Được. Bảo hỏi nào. Có cho không? Cho. Cho á? Ừ. Nhưng mà có chồng ở nhà không? Không. Không có. À, nói được tiếng phổ thông à? Đi làm thế. Chồng đi làm rồi à? À. Chồng đi làm, người Mông thì chồng không có ở nhà thì không được tiếp khách đúng không? Đúng. Phải không? Đúng. U. Hả? Đúng. À, Thắng hiểu mà. Đây là nhà đây à? Nhà em có mấy đứa con? Ba đứa. Ba đứa à? À, thế ở? Hai đứa gái, một đứa trai. Chồng đi làm ở đâu? Là Bắc Giang. Bắc Giang, đi lâu chưa? Lâu, một tháng rồi. Tết không về à? Không. Tết cũng không về? Không về đâu. Ui dồi ôi. Này, cho thêm bánh vào đây. Để tập trung nhiều quá. Thế nhà này ở được mấy năm rồi? Ba tuổi. À, ba tuổi á? Ba năm. Ba năm à? Ừ, ba năm không phải ba tuổi. Ba năm. À, được ba năm rồi. Ừ, ba năm. À. Cái chồng này. Thế hỏi xem là hăn tâu sủng. Bé chồng đâu? Là bao nhiêu? Bảo là ba tuần rưỡi. Ba tuổi rưỡi? Ờ. Ba tuổi rưỡi á? Chị này cơ mà. Ba năm. Ba năm rưỡi. Ôi giời, phiên dịch này. Ba năm rưỡi, gần 36 tuổi. Chị này bao nhiêu tuổi? Chị này bao nhiêu tuổi? Ừ. Có một tuổi rồi. À, 24 tuổi. Phiên dịch ra. Thế chị cho chị này tí kẹo. Nhà chị ở đâu? Chị này ở đâu? À, bên kia à? Bảo để chung ở đây xong là tí cầm về. Ồ. Có túi nào. Nhá, để đây nhá, để chung đây nhá. Không, rồi cứ đưa riêng đi. Ai? Ồ, như nhỏ à? Cái này là tre phải không? Con. Đúng không? Đúng. Tre à? Sao nhà này, trong chỗ giường này phải dắt đầy kiếm các thứ này mới cả trăng dây cúng à? Con, phiên dịch. Ra đây nào. Ra chú hỏi. Hỏi. Thế đây họ răng cái gì đây? Không biết là họ răng cái gì. Hỏi xem nào. Con mình mẹ quá thế nào. Làm ma. Làm ma. Ờ, bảo là làm ma. Thế để ý nghĩa là gì? Con mình mẹ bố này. Ma chỉ là mẹ bố này. Thì giờ mỏi của sang cái của đá thì bảo là bị ốm phải cúng. Ờ, bị ốm thì tốt. Thầy cúng lấy bao nhiêu tiền? Cúng hết bao tiền? Hỏi. Táo nó nhỉ? Tà ô trọ 2 triệu á? Ờ. Ô trọ chi 2 triệu rưỡi á? Ờ, 2 triệu rưỡi. Ngoài tiền ra còn bao nhiêu cái gì nữa? Lấy cái gì nữa? Bảo là mua một con gà với một con lợn, con chó. Một con gà, một con lợn, một con chó. Ờ. Hỏi xem đâu hết rồi. Hỏi xem mang đi đâu hết rồi. Lợn, gà, chó đây đâu. Gà cho khay cho búa cho đẻ mua từ tả này. Mua từ đây của nãy khóc trong nò. Mua từ búa gà một con trẻ. Họ là lấy con lợn mang đi vứt. Vứt đi rồi á? Ờ. Ui dồi, thế con chó? Chó. Ừ. Con chó nó mang đi đâu? Hả? Con chó thì sẽ làm ăn thôi. Làm ăn rồi. Ờ. Thế ngoài thầy cúng răng cho những cái này vào đây, thì thầy cúng còn làm cái gì cho nữa?
lại uế nó lại bỏ mua chỉ tao nè. Nó chỉ mua một uế đi cậu nó ý nhận đi tủ đao của tao nè. Không cho gì. Không cho gì nữa. À. Thế bây giờ là mấy người ngủ ở đây? Bây giờ tụi bữa nó đẹp. Bốn người. Bốn người ngủ trong này. Bốn người. À. Cộng cả con mèo này nữa là năm. Con mèo. Hả? Bốn người ngủ ở đây, bốn mẹ con. Bốn mẹ con. À. Thế như này, đun này không sợ cháy nhà? Không biết. Hả? Đun này nhà bé này không sợ à? Nguy hiểm quá. Hả? Sợ. Sợ à? À. Thế bảo bảo chị là đi xuống dưới kia. Chú cho một thùng mì tôm. Xong rồi chú cho cháu một thùng mì tôm nữa. Xong rồi chú đi xin nhà khác cơm. Tại vì nhà này chị nhất trí cho chú ăn cơm, nhưng mà theo người Mông ấy là đàn ông không có ở nhà là không được ăn cơm với vợ người ta, đúng không? Đúng. À, rồi. Thế bây giờ đi xuống dưới kia. Thôi được rồi, chị con nhỏ thì cháu đi xuống dưới kia, cháu sẽ bê thùng mì tôm lên đây cho cô ấy. Vâng. Xong là chú cho chú cho cháu một thùng mì tôm nữa nhá. Vâng. Chú đi xin cơm nhà khác nhá. Vâng. Bảo thế. Vâng. Bảo là Tí Lầu Thắng so sánh. Đó. Tí Lầu Thắng à. Bảo. Không mày ơi. Hai thì nữ cháu là. Nữ cháu ấy bị hỏng cái cái sai mì tôm lớn này nè. Cảm ơn là đã rất là thảo cho chú Thắng ăn cơm. Nhưng mà do không có chồng nói tiếng Mông là gì, là không có chồng ở nhà nên chú Thắng không dám ăn cơm. Chỉ năm mươi. Ừ. Hai ông bác gái ý nhà sai mì tôm lớn này sợ là. À, thế bảo là chú Thắng sẽ cho một thùng mì tôm. Cảm ơn đã cho rất là thảo nhá. Thế bây giờ đi xuống dưới kia là cháu cầm lên cho cô ấy một thùng mì tôm. Xong là chú cho cháu một thùng mì tôm. Còn đâu nhà nào sẽ cho chú Thắng ăn cơm thì chú sẽ cho ba thùng mì tôm nhá. À, rồi đi nào. Trơn này á. Thôi chị cứ, em cứ ở đây nhá. Em ở đây. Thế đâu con của em là những đứa nào? Đứa này, con gái hết à? Đây con trai à? À, thế chồng đi làm gì trước Tết? Hai gái một trai à con? Nào đi, nào xuống dưới này. Đâu thế nhà con ở chỗ nào? Con chỉ cho chú nhìn nào. Đây này không thấy đâu. Chỗ này không thấy á? Khuất dưới này kìa. Khuất dưới này rồi. Rồi nào đi xuống. Nhà này là chưa đi cắt cỏ rồi. Được, thằng này được. Rồi chờ đây nhá, nó sẽ lấy mì tôi lên cho. Chớn quá. Rồi xe của Thắng để tít ở ngoài cái chỗ nhà trắng trắng ấy kìa. Đấy, Thắng đi bộ vào đây. Đấy, thôi bây giờ Thắng sẽ xuống cái nhà dưới này xem nào. Hỏi xem là hỏi là có ai ở nhà không, là nho chi nho à? Phải không? Hả? Nho nho chi nho à? Phải không? Có ai ở nhà không? Chi nho là không có. Phèng ơi, em chạy ra đi. Bê hai thùng vào đây thôi. Này, mấy cu đứng ở chỗ đấy thôi. Chú Phèng đưa kẹo cho thằng cu ấy cầm cho. Xong là Phèng nó ra nó bê hai thùng mì vào đây. Trơn lắm. Thắng phải tắt video Thắng mới đi được xuống đến đây ấy. Này con này, đây chuồng lợn nhà đấy à? À, trơn lắm. Đây chuồng lợn nhà của lợn vừa đẻ. Ồ. Chết rét rồi, lợn này thì tùa sớm rồi, rung lên từng hồi này, vừa đẻ hôm qua rào, hôm kia rào,
rét quá, chẳng có che chắn gì này. Ở đây rét lắm các bạn ạ, buốt lắm. Khổ lắm, trơn nữa. Thắng sẽ thử hỏi tiếp nhà mọi người ngay đây thôi, tại vì xe Thắng để ngoài kia, đi xa quá vào trong này cũng không nên, nên là Thắng sẽ ở ngoài này. Tí nữa hỏi nốt nhà này, nếu mà có nhà này mà có đàn ông ở nhà thì Thắng sẽ ở. Mà không biết họ có cho ăn cơm không. Đó, đó cái điều mà rất là khó. Đấy. Tại vì là nếu Thắng đến Lũng Cáng hay là đến Tán Dầu hay đến một bản nào mà Thắng đã quay rồi ấy, thì họ biết Thắng ngay. Đấy, họ có thể cho Thắng ăn cơm. Nhưng mà thôn này thì không biết như nào, người lạ hoặc vào nhà họ phải quý lắm họ mới cho ăn cơm. Chờ này, con chờ ở đấy, xong là chú kia chú lấy mì tôm vào thì con cho con một thùng, còn đâu là con lên cho nhà nhà ấy kia nhá. Vâng. Ừ. Con có thấy lạnh không? Lạnh. Thế à? Thế sao thằng này mặc mỗi cái áo phông này, chết thôi. Này được ăn kẹo chưa? Chưa. Cho nó, ôi dồi ôi. Này, ăn ăn vào cho nó ấm, thằng này chưa được ăn. Ồ. Này. Thằng này nữa. Thằng nào? Ô, thế thằng này. Thằng này hay đứa? Thằng này là anh của thằng này. Thằng này là anh là ngày sao thằng bé là anh của thằng to? Hả? Thằng này là em, thằng này là anh. À, thế cứ nhầm mà. Là anh em. À, anh em à? À. Đây. Bây giờ con. Bây giờ đưa lại kẹo này cho chú này. Con bê cái này lên đấy trước đi. Rồi con bê cái này lên. Lên cái nhà kia, cái nhà cô ngã ấy. Vâng. Xong con xuống đây. À, quà của con đây nhá. Vâng. Nhá. Say say á. Lò say say á. Và nó bảo là trẻ con mà biết lạnh ấy, trâu bò chết hết rồi. Đấy, thế nên là trẻ con. À, trẻ con này khả năng được áo đồng phục thì phải. Một này, đây, hai này, đây, 3, 4, 5 này. Con xin chưa? Hả? Xin chưa? Con lấy đi, con lấy đi. Con xin chưa? Con cứ lấy. Con xin chú. Con xin chú. À, đấy, rất là ngoan. Đó. Kìa, cho em bé áo xanh kia nữa. Ôi, gọi hội à? Gọi đồng bọn về rồi. Hôm nay gọi đồng bọn về rồi. Ở đây còn ai gọi lên nốt đi. Được rồi, nhà nhà đâu? Mù chê không? Ăn kẹo rồi mù chê không? Ờ. Về con nhá. Rồi, mù chê đi. Ừ. Lấy kẹo rồi, mù thôi. Đưa chưa? Đưa cho cô chưa? Được. Cô ấy vui không? Cô bảo là cảm ơn. Cảm ơn à? Ờ. Ở đây. Bây giờ con nhá. Cho con nhá. Cảm ơn. Đây, có nhà của em không? Có. Cho thêm kẹo nữa. Bê về. Cho vào túi đi. Đây. Từ từ thở thôi. Thở mệt quá, chạy mệt quá. Đây. Thế nhà con chỗ nào? Đứng ở đây nhìn thấy chưa? Chưa, đi ở nhà kia. Chỗ nhà trắng trắng kìa. Xa thế cơ. Được rồi, đi về đi. Bảo chú Thắng gửi quà của nhóm cô Tâm Như cho nhá. À. Cảm ơn rồi, về thôi. Bảo đội này đi về nhà hết đi. Mù chê, bảo đội này đi về đi. À. Đội trưởng đâu tòi ra ngày rất giỏi. Ngoại giao rất tốt. À, thôi đi. Nhà của các con đây à? Phải không? Hả? Ồ, mất phiên dịch rồi, đội này lại lừ khử. Thôi đi vào nhà này xem nào. Phèng đi trước đi. Nhà này ba đứa con à? Đây đây, đi sau mình này. Trời quá nhỉ. Nho chi nho. Anh chị ơi, có ai nhà không? Có ai nhà không? À, xin chào. À, đây nhà này có con trai ở nhà rồi.
Nhà tên là gì nhỉ? Nhà em tên là Lù Só Vư. Lù Só Vư à? À đây à. Đây nhà em Lù Só Vư. Nên em bao tuổi rồi? Em bố em là Lù Só Vư, em là Lù Mí Chớ. À em lại là Lù Mí Chớ à? Vâng. Nhà có mấy người con? Nhà em có 4 đứa. À thế à. À. Bố mẹ em đi đâu hết rồi? Bố mẹ em mẹ với vợ đang đi làm. À mẹ với vợ đi. Bố vẫn ở nhà. Bố vẫn ở nhà. Đây à, bố mẹ em đây à? Vâng, bố mẹ em đây. À. 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi. Sinh năm 1964. Vâng. À. Đây à. Chào chú nhá. À. Chào chú. À. À à rồi rồi. Đây à. Em mời em. À. Này, xe ngồi đi. Em mời anh ngồi. À. Đây à, ghế anh đây à? À. Đây là con của em hết à? Này, cho bánh kẹo nó tha, nó tha này. Dân ở trên. À, em có mấy đứa? Em có 4 đứa. 4 đứa à? Vâng, còn 1 đứa là cùng mẹ đi làm. Cùng mẹ đi làm. Vâng. Mấy tuổi mà đã đi làm rồi? Nó đang nhỏ. À đang nhỏ đi theo mẹ. À đang bú sữa. Vâng. À. Ở thôn này là có bao nhiêu hộ em? Hôm nay là có 46 hộ. 46 hộ dân à? Vâng. À. Nhà cũng chụp ảnh dùng rất nhiều ấy chứ nhỉ? Thế là mà hôm nay là nhà em trồng ngô. Vâng. Có bao nhiêu người làm hộ? À, đi hộ nhà dân khác thôi. À, đi hộ nhà dân khác à? Vâng. Thế là đi hộ là mình phải ăn cơm chứ đúng không? Vâng. Đi làm rồi thì phải ăn cơm. À. Trong mẹ con mới về. À. Nước này. Em mời. À. Em mời anh nếm nhỉ? À. Sao tay run thế? Không, lạnh quá. Lạnh quá à? Vâng. À. Thế biết em có biết anh này là anh nào không? Em chưa biết à? Vâng. Thế thì ok. Đó, bây giờ như này, bọn anh thì là ở ngoài Hà Giang. Đi qua đây chơi thì đi qua bản mình này. Đằng nào tối nay bọn anh cũng ngủ ở dưới lũng hồ này. Vâng. Để sáng mai anh ấy tiếp tục có chương trình. Thế là anh muốn là ở đây là xin một bữa cơm được không? Vâng, được. Được à? Vâng. À, tưởng là không. À, và để em sẽ làm bữa cơm. À, làm cơm luôn à? Nhưng mà không có cái gì ăn, nhưng mà chỉ có cái rau xanh thôi. Nhưng mà... À, có nhà ăn sao mà mình ăn vậy được? Có gì ăn đấy. À, rồi, ok, ok. Mong hai anh thông cảm cho. À, rồi. Rất là thảo đấy. Ừ. Là em mới bảo là ở đây nhà chỉ có rau xanh thôi. Đấy. Bố em là thầy khèn à? Vâng. À. Ok, đây anh cảm ơn nhá. Ở đây anh sẽ ăn cơm cùng gia đình em hôm nay ở đây. Vâng. Mời cảm ơn nhá, đã mời nước. Bánh kẹo lên đấy cho gia đình. Ờ, có gì thì anh Phèng anh giúp hộ nấu cơm. Mèn mén thôi, ở đây là ăn mèn mén đúng không? Trong đấy có điện không? Không ạ. À. Nhà này là một trong những nhà mà Thắng thấy lạ nhất. Tại vì người Mông thì thường họ nói là không ngủ ở phía bên bàn thờ. Đây là vẫn ngủ nhỉ? À, đấy. Thế là rất là mới, là khác. Đấy, nhiều nhà cứ bảo là không được đặt cái giường ở bên này. Đấy, ngang với bàn thờ như mình, đúng không ạ? À, chú là Chí Pâu Hài à? À, không biết tiếng phổ thông. Biết ít à?
Biết me me thôi à? Đây là bếp nhà em ấy. Dưới bếp không có điện à em? À. Cái gì đấy? Em bảo có bắt con gà. À tuy rau à rau. Bắt gà làm rau à, rau. À. Rau. Rồi ok ok đâu gà đâu gà đây à ngoài này à đâu ở trên này sao đâu đâu nhà trên ở nhà trên á nó còn một nhà nữa à vâng. À thế thì để cho Phen đi bắt gùm xong rồi Phen bê luôn cái mì tôm ở xe xuống đây cho anh nhé okay. Cho gia đình luôn cái gì đấy. Rồi rồi. Nhà của người Mông ấy. Chỗ này có một giường nữa. Ngăn buồng linh tinh hết cả. Vâng. Đấy mì này của cô nhóm cô Tâm Như cho nhá, em nhá. Ờ à, đấy. Anh cho nhà em 3 thùng. Vâng. À, cho nhà cô Tâm Như. Tâm Như. Ờ à, nhóm cô Tâm Như nhá. Vâng. Ừ. Thế vậy thì cảm ơn cô Tân nhá. Ờ. À. Đâu gà đâu? Gà đây. Bắt rồi à? Bắt rồi. À rồi rồi, rồi rồi. Rồi rồi ok. Rồi rồi làm thôi, làm rau thôi. Ừ. Vâng. Trẻ con ăn mặc phong phanh quá. Chẳng có áo sứ gì. Hay là có áo không mặc cho con. Nồi kia là nồi gì em? À. Ấm nha. Đó, đứng đây cho nó ấm. Trời ơi. Thái cỏ bò ấy. Thái cho bò. Lâu lắm rồi Thắng mới lại nhìn thấy mũ nồi. Mũ nồi to. Đấy, em bé. Em bé này con bao tuổi nhỉ? Hăn tâu sùng á. Đấy. Hả? Dạ. 10 tuổi ạ. Bằng con trai của Thắng. Thế mà con trai của Thắng này chưa biết gì. Đây các cháu làm đây. Hái cỏ bò cho ông rồi. Ở đây mùa nước nó có thiếu nước không em? Không. Không thiếu nước à? Vâng. Thế này tốt rồi. À, đây có nguồn à? Vâng. À. Nó có nguồn là được. Đấy, có nước về đây. Để thùng phi này. Cho con bò ăn. Đó. À, nhà bác này có 2 con bò. À. Thế là làm nhà này đã bán đi mấy con rồi ạ? 4 con ạ. Vâng.
Đây, chỗ này nhìn thấy toàn cảnh thôn này. Đấy, hoa đào mới nở. Rất đẹp. Chú có cái mũ nồi này bao tiền đấy? Mũ nồi á? Cái mũ. Vâng. Em 500. 500 nghìn à? Ừ, 500. 500 này cứ tưởng la cha. Vâng. Cho cháu xem cái mũ nồi tí được không? À? Xem cái mũ nồi tí được không ạ? Mũ á? Vâng, cái mũ ấy, mũ ấy. Cầm cái máy. Vâng, xem tí. Ừ, cho xem tí. Hãng gì đây? Này của Pháp ấy. Cái này chú mua lâu chưa? Mua lâu rồi. Khoảng bao lâu rồi ạ? Cái mũ nồi ấy, cái giá trị của nó là cái núm này. Mũ nồi này mà không có núm là vứt. Đối với người Mông là như vậy. Đấy, cái núm này càng bé thì càng là xịn. Càng bé cho nó mới đắt. Mới đắt là 200. À, cái này bé thì mới đắt này. Cái bé nó đắm. Vâng. Họ rất là kiêng. Đội mũ nồi cũng là một cái kiểu mà đội. Chú đội vào đi. Chú đội mũ nồi đi ạ. Cái kiêng này bé cho nó mới nhìn 30 triệu thì có. Vâng, 34 triệu. Những cái bé này cháu được xem rồi. Đó. Đội mũ nồi là có hai kiểu đội. Đội thẳng như này là người đứng đắn. Đấy. Còn đội hơi chết sang bên này là người có kiểu có tính, hơi oai lên một chút. Đó. Như kiểu là người có điều kiện ấy. Là họ muốn đội kiểu lệch lệch đi một tí. Đấy. Kiểu như kiểu nó uy ấy. Có độ uy đấy, các bạn hiểu như vậy. Còn một cái kiểu đội nữa là đội cụp hẳn xuống như này đấy, là người dạng nó kiểu đại đội thắng khó giải thích lắm. Khi nào các bác tìm hiểu về cái vấn đề đó nhé, thắng giải thích qua nó có hai cái kiểu đội, một là đội lệch đi đấy, một là đội thẳng như chú vừa đội đấy. Đội mũ nồi để đánh giá con người đấy. Con trai của nhà em đây này. Vợ chú đây à? Vợ. À, vợ của chú vừa đi làm về đấy ạ. À. À, đi vác phân ạ? Vác phân. Vác phân. Đây là mẹ em phải không? Mẹ em ạ. Con gà này là gà đực nhưng mà chưa có quả đau răng nhé. Vâng, chưa có quả đau răng. Là có biết quả đau răng là quả gì không? Có. Quả gì? Là cái quả cà của nó, đúng không? Cái còn này, này. Nó còn bé tí này, đang bé này. Con này nó là thuộc dạng gà trẻ con đúng không? Chỉ muốn. Tối quá. Ở nhà em dưới này là không lắp bóng điện đúng không? Không lắp bóng điện. Có một cái trong nhà. Còn bên ngoài bếp này không. Bếp sợ tốn điện đúng không? Vâng. Một tháng thì bình thường hết bao tiền điện? Bình thường là hết hơn 50. Bao nhiêu? Hơn 50.000. Hơn 50.000 tiền điện. Vâng. Đấy, có cái gì đảo để cho anh nhà anh ấy nấu chưa? Vâng.
anh ấy, anh đầu bếp của anh ấy tuyển từ Hà Giang lên đảo. À. Cho thêm gì nhỉ, muối vào đây. À. Con gà này người ta gọi là gà lai cò các bạn. Rất là ngon nhé. Đấy. Khoảng 20 miếng. Bọn mi nhỏ này có vẻ hứng thú đây. Thì nó cay á. Hả? Không có đèn. Có cái thằng bé vừa nãy ho nhiều lắm, thằng này này chảy nước mũi nhiều, em phải mặc áo ấm cho nó. Vâng. Để này nó lạnh chết. Có nhưng mà nó không biết mặc. Nó không mặc à? Không muốn mặc. Ừ. Trẻ con mà biết lạnh thì trâu bò chết hết rồi đúng không? Vâng. Đấy. Và nó quá ai bỏ là uống tay kìa. Nhưng mà là uống tay đã thì nó cây nó ăn nó mà. Nó cay á. Con này thèm thịt lắm đấy, không phải đùa đâu. Chắc là phải từ Tết rồi nó mới được ăn thịt chứ đúng không? Vâng. Hả? Cho anh một ít nước à? Nước vào nhé. Bao nhiêu? Cho nhiều canh nhưng uống được nhiều. Được. Yeah. Đó, đi vùng cao thì các bác mới biết được cái cây khèn này. Đấy. Khèn này. Đấy. Lung cáng thì bây giờ không có nhà nào còn cái cây này nữa. Cái này là cái nhạc cụ phổ biến của người dân tộc Mông. Ừ. Mà người đàn ông nào gần như là cũng phải biết. Đấy. Ngày xưa nó là như vậy, bây giờ thì không biết là nó thổi cái gì nữa. Trẻ con là nó không chịu học nữa. Cái này cái gì đâu? Thuốc à? À. Cái này có bầu khen là mẹ này, cần khen là cha này, mỗi ống khen là một chàng trai của núi. Đấy, có cái câu chuyện về cây khen của người Mông. Ở bên Tây Bắc thì cái ấy này nó cong lên này. Đó. Nhưng ở bên này thì nó lại thẳng. Đó. Bên Hà Giang ấy là nó lại làm thẳng. Bố của em này là nghệ nhân múa khèn. À, chú có thể múa cho cháu xem một bài được không? Múa. Đấy, múa cái. Úi giời, quý quá. À đây. Đấy. Trước khi múa chú phải xỉ mũi đi. Đó. Đấy, thằng đứng đây để chú ấy rất hiếm khi nha các bác nhé, tại vì bây giờ nó đã bị mai một thì rất nhiều rồi. Đấy, rất ít người thổi được. Đấy. Ngồi vào giường, ngồi vào giường. Đấy, có hậu bối luôn này. Đấy, bọn này phải nhìn thấy người này múa thì bọn này nó sẽ học theo. Nó giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc.
Rồi. Rất hay. Đấy, tuyệt vời. Đấy, đội này cũng học theo này. Đấy. Ông phải dạy bọn trẻ con nó múa. Đấy. Nè. Cái khèn này là nghe thổi. Có những cái khèn các bạn biết lên đến 20-30 triệu. Cái khèn này giờ khoảng bao tiền ạ? 1 triệu ạ. Cái này là 1 triệu. À, cái này như này là nó là hàng rẻ. Đấy, bị gãy đi rồi. Nhưng mà cái này nó càng độ bóng, càng độ đỏ như này là càng đắt tiền nhá. Tại vì khèn đã qua sử dụng. Và khèn phải thật hay thì họ mới dùng. Đó. Còn cái khèn mà mới tinh mà các bạn nhìn thấy cái này nó trắng này. Cái này nó trắng này. Đấy. Thì là khèn mới. À, còn cái khèn mà khi họ đi mua ấy, thường họ phải mua những cái khèn cũ như này. Đấy, thì nó mới có cái giá trị. Đấy, tại vì là khèn đó đã được sử dụng rất nhiều. Đấy. Mà những cái thầy mà đỉnh cao ấy, là họ sử dụng những cái khèn đó đi nhiều những cái đám lớn. Đấy, nhiều những cái hội lớn thì nó mới bóng và nó mới có cái độ như này. Đấy, đây này, trên đây này. Đấy. 9 chưa? Dạ. Sắp chín rồi. Đợi một tí, em cho gừng. Chưa sôi sao ấy? Ừ. Thế lạnh quá đun lâu. Khe lò. Chà bao đây nhỉ, chà khe khe thôi. À, lấy gừng nữa à em? Vâng. Vừa lấy về à? Em về lấy trên nhà về. Vợ em về rồi phải không? Về đó. Ờ. Em đi thay cái dép trên nhà. À. Có ăn cơm ở nhà không hay là đi hộ người ta phải ăn cơm đấy? Nếu mà họ mời thì vẫn đi ăn nhà họ. Thế à? Vâng. Mời thì vẫn đi ăn à? Vâng. Nhưng mà hôm nay họ có mời không? Hôm nay họ vẫn mời. Thế à? Nhưng mà chắc ăn xong mới về. Thế à? Vâng. Em cứ bóc mì tôm ra nấu cho con em ăn nữa. Ừ. À. Mì tôm mà nó thích ăn mà, đúng không? Phải không? Dạ. Bảo xem có nước nóng không thì bóc mì tôm mà nấu cho các cháu ăn nhỉ? Ừ. Các cháu thích ăn mì tôm lắm. Các cháu nó thế thì nó hơn thích ăn. À. Đấy, cứ bóc ra, bóc ra đi. Ừ. Bóc. À. Đấy. Bóc ra mấy gói, cứ chục gói vào đội ăn khỏe lắm. Đấy, cứ lấy luôn, nấu hết một hàng trên này đi. Bao nhiêu gói nhỉ, một hàng trên này? 12 gói. Ờ, đấy, nấu 12 gói. Cho 15 gói đi, một nửa đi. Lấy 30 gói nào. Nồi này hết đâu? Ờ, thế thôi, rồi, cất đi, bằng này. Ờ, kệ anh. À. Đun sôi tí nữa là được. Ngoài là canh rau cải, nhưng múc canh rau cải ra bớt rồi. Mà cho thêm nước vào. Trẻ con thích ăn mì tôm chứ, đúng không? Vâng. Phải không? Trẻ con nó thích. Người lớn còn thích nhưng mà... Nhà? Vâng. Cho mì vào nhá, đợi bác tí không ăn mì tôm à? Mì tổng. À, mì tổng à? À. Thả luôn vào, cứ đổ vào. Đó. Sướng nha, hôm nay ăn đã đời. Nhà. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh
Anh là Nguyễn Tất Thắng. Anh Nguyễn Tất Thắng à. Đã úp mìn cho các con nhé. À. Nhưng mà uống nhiều quá ăn không hết đấy. Yeah. Cho ông bà ăn nữa. Vâng, có mấy đứa ăn không hết đi. Bốn đứa. Vâng. Đó. Ăn đi cho sướng đã đợi. Ba thùng cơ mà. Vâng. Cái nhỏ mà. Đâu. Ăn bụng gì không? Cái mặt nó dính cái gì? À, đen nhỏ lồi. Được rồi, em bắt bê luôn lên nhà đi. Đảo phát đâu mà bê lên nhà đi. Nhiều hết rồi em ơi. Để cho em chứa em bê cho. Vâng, để em bê cho. Nào, mi nó mỏ à? Lên nào, nhanh. Mùa, nó tê, nó mỏ. Em này cái này này. Không, cái đấy chảy ra rồi. Rồi, lên nhà đi. Nó mỏ. Nó mỏ. À. Để chỗ nào cũng được. Đấy, để múc cho dễ cho múc cho các con của em. Đâu rồi bà mới cả các vợ con đâu rồi? Nào mày gắp một phát mày nhấc lên anh chụp ra. Gắp một phát to vào. Hiểu không? Đó. Lên cao vào. Rồi, tuyệt vời. Ấy vợ của bác đâu? Bòn nỉa của bác đâu? Gọi về ăn cơm thôi. Cái gì đây? Nước chấm. Nước chấm này á? À? Muối với cả mì chính. Muối mì chính nè. Để làm nhiều muối quá. Bán nước chấm luôn nhiều. À. Đấy, ăn mèn mén nên là muốn ăn mặn thì nó phải múc nhiều muối. Vâng. Ô chi hầu à, tí lái xe à? À thôi cứ lấy cạch chén này. Em hỏi bố em ăn no. Mì không hay. Mọi người ai ăn cứ lấy mì hết đi, lấy mì hết cho mọi người đi. Em múc đầy vào. Cứ múc đầy to, đầy ú lên cho anh. Trẻ con đó, đổ. Thế mẹ em đâu? Mẹ em á? Ừ. Mẹ em nói bảo mẹ bảo là mẹ sắp tối rồi mẹ đi trong nhà cho vợ con dâu với con ấy. À thế là nhà em là ở trên kia. Vâng. Còn đây là nhà bố mẹ em thôi. Vâng. Thế mà em lại có một mình nhà em một mình con trai mà vẫn ra ở riêng à? Không, nhà trên là nhà gọi là cái nhà chuồng gà đấy. À chuồng gà đấy, vừa nghe đi bắt nhà, gà trên đấy thì nhà chính. À nhà này với nhà chính. À. Nhà trên là nhà chuồng gà. Chuồng gà, nhà chuồng gà. À, chuồng gà. À thế nên mẹ mới phải lên lấy trông. Đấy. À. Để trông mấy cái con gà mấy bé. À. Chính kia. Ừ, thằng này ho quá, không phải có thuốc cho nó uống đi. Vâng. Ừ. Nè, ngồi xuống nó mò à? Nó mò à? À, nó mò à? Cho ăn đi, cho con ăn đi. Nói. Linh đi. Nói. Linh đi. Mùng gà.
Tồn đó. No á. Cho con ăn đi. Ừ. Đấy cho cái thằng đấy. Con của em phải bảo nó cho nó mặc quần áo rét vào. Úi dù, nó lạnh đây, nó ốm ấy. Đấy, sợi mì to, dài. Đêm nay là đêm mì tôm của chúng tôi. Đây đũa cho con ăn. Hả? Chưa? Lấy đũa cho con ăn. Nó không ăn đũa à? Sao? Nó bảo sao? Lấy thịt gà cho nó ăn. Hả? Nó bảo mì tôm ấy. Nó bảo nó không biết gắp. Thế sao em không gắp cho nó? Đang bảo vợ này. Ăn đi con. Ăn đi. Tí tao nữa rồi. Xong chưa mẹ? Chưa chắn nữa. Anh làm cái rượu anh cảm ơn. Thì anh đi xe anh cầm. Vâng rồi. Anh làm ly rượu đấy nhỉ? Ờ anh cạch thôi. Anh thông cảm cho anh nhá. Anh là chi hầu. Ờ. Hầu me me. Ừ, hầu me me. Mời bác nhé, mời chú nhé. À, chưa? À, kể chén. Lần đầu tiên à, đã vào gia đình. À, phèng phèng. Lấy 500.000 đưa cho chớ. À, cái này là hỗ trợ tiền gà nhé. À, tiền. Ôi giời, cứ cầm đi. À, đây. Cầm. À, cầm đi. À, đấy, mấy gà con kia là mì tôm, là của nhóm cô Tâm Như cho nhé. Đấy nè. À, à, còn đấy là cô Tân Như và hai anh. À, anh 500.000 là của anh mới cả anh Phèng Phèng. Rồi. Tối nay vào gia đình nhà em ngủ một đêm nha, nhưng mà cũng không có cái gì ăn đâu, nhưng mà chỉ có mời bữa cơm. Có cái rau xanh, tí canh gừng thôi. Nhưng mà thông cảm mà mong anh Tất Thắng và anh Phe Phe với lại cô Tâm Như. Tâm Như. Nhóm cô Tâm Như nhé. Dự bữa cơm của tối nay. Rồi rồi, ok. Nào rồi, cất tiền đi. Rồi. Nào, mời ạ. Rồi, mời ông. À, đây là rất là vui. Lần đầu tiên anh cũng đến bản mà cũng đến đây. Vào đến nhà này, nhà thứ ba. Nhà trên kia thì nhà không có chồng ở nhà. Người Mông là họ không có đàn ông, là thường họ không nấu cơm cho người khác ăn. Mà người lạ cũng không nên ăn như vậy, đúng không? Mình là con trai nữa, đúng không? À, rất là vui lần đầu tiên. Rồi, bữa cơm rất là ngon. Nào, mời mọi người, mời tất cả nhé. À, cho con ăn đi. Lấy thịt cho con ăn này, lấy thịt này, à, gắp gắp này, nó cay à, cho nó à. Ừ, chỉ ổn. Đó, mời nhé. Mời tất cả các bác, mời mọi người. Này, thằng ăn mì mới cả gia đình nhà em chớ. Đó. Rồi. Sợi mì to và giòn. Thằng ăn đang nhé các bạn nhé. Mềm mén này. Này con, ăn thịt đi. Cứng đi. Này con, ăn thịt đi. Có chưa? À có rồi. Nó cay à? Vợ ăn đi kìa, cho bảo vợ ăn đi.
phèn các bạn lấy thêm bát nữa cho vợ nữa. À, no đi. À, có thịt rồi phải không? À. Thằng Ngũ làm một miếng thịt. Nó cay nhé, mời các bác nhé. Làm tí rau xanh rồi nữa. Rau cải. À, phải đả được 3 bát mới no. Nhiều. Đó. Hết luôn đống mì tôm rồi, bát mì tôm này. Em chan nước này hay chan nước gừng? Đấy, chan nước canh gà này vào này. Vâng. Đấy, cho ngọt. Đây cũng màu âu lên này. À, nước canh gừng cho nó ấm. Vâng. Đây là bát muối. Vâng. Để cho nó thiếu thì cho thêm vào. Liệu của hàng cất này hơn chỉ cho anh thế thôi, đủ rồi là bát nữa. Tôi đủ nó cho anh phèn phèn ăn xong rồi anh xuôi. Mì tôm nó không phải sở trường của anh. Sở trường của nó căng phèn bạn bạn đấy. Thì là hải lưu xe ra đấy, ăn gan rồi to gan. Xong chưa phải ăn xong chưa? Em xong rồi nhá, anh cảm ơn gia đình chớ nhá. Bọn anh xin phép bây giờ phải đi, tối quá rồi nhá, đi cho nó kịp về chỗ nghỉ, kiếm chỗ nghỉ. À, thôi ngồi im đấy, ngồi im đấy nhá, không phải đứng dậy đâu. À, bảo ông không phải đứng dậy đâu, ngồi im nhá. À, mù chê nhá. Rồi. Lúc nào qua thì lại vào nhà gia đình em chưa? À, chào gia đình nhé. Chào nhé. À, rồi, ok. Thôi, không phải nữa, cứ ngồi ăn đi, bọn anh khác ra. Chào anh nhé. À, rồi, chào nhé.